Chào các bạn ạ. Hôm nay là sáng thứ sáu. Ở thành phố Đà Nẵng mình hiện bây giờ trời đã chuyển sang mưa và trời nó lạnh rồi các bạn. Nhiệt độ hiện bây giờ nó rơi vào tầm tầm khoảng 24 độ C. Ngày hôm nay mình đi làm là mình phải mang áo ấm. Mấy bữa trời nó mưa rất rác như thế này nhưng mà mình vẫn đi bộ tập thể dục được. Nhưng mà ngày hôm nay đi thì nó lạnh quá, không có đi được. Ở ngoài Huế, báo chí đăng và một số anh em ở ngoài kia chụp hình gửi cho anh em trong hội nhóm trong lớp được các bạn này. Ngoài Huế mưa lớn ngập rất là sâu. Trong nội thành gì rồi ngập sâu lắm. Số anh em là mưa nước nó vào tới nhà luôn. Ở Quảng Nam mình thì Hội An thì đã ngập rồi. Đà Nẵng mình đợt này đỡ hơn. Ngày nay mình đọc báo có đăng một cái bài là bất động sản Trung Quốc sắp đến đây sẽ bơm 1.000 tỷ để giải cứu. Nghe thông tin như vậy thực hư như thế nào? Chính phủ Trung Quốc sẽ huy động rất là nhiều nguồn bơm khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ là tương đương khoảng 3,3 triệu tỷ đồng Việt Nam, một số tiền cực kỳ lớn các bạn. Bất động sản Trung Quốc thì bị trọng thương nặng nề rồi, đợt vừa rồi các bạn biết rồi đó, rất là nhiều tập đoàn lớn nhất Trung Quốc lâm vào cảnh vỡ nợ hết. Ngày hôm qua mình đọc có tin là theo thống kê cũng chưa có cơ bản sơ bộ là bây giờ Trung Quốc có khoảng 20 triệu căn hộ chưa hoàn thiện. Mà để hoàn thiện 20 triệu căn hộ này cần một số tiền khổng lồ lên đến khoảng 440 tỷ đô la. 440 tỷ đô la là chúng ta hãy tưởng tượng nó còn hơn cái GDP Việt Nam của chúng ta nữa. Là các bạn biết là quy mô thị trường bất động sản Trung Quốc nó khổng lồ như thế nào. Đó là mình nói hoàn thiện thôi các bạn ạ. Có nghĩa là họ đã sai cơ bản rồi đó. Hoàn thiện mà tổng số tiền đã hơn tổng GDP của Việt Nam chúng ta. Thật là kinh. Thực sự Trung Quốc mà giải cứu thị trường bất động sản ít nhiều nó cũng sẽ tác động đến tâm lý của thị trường bất động sản Việt Nam. Mình cho là như vậy. Thị trường Việt Nam của chúng ta nó đi những bước nó giống như Trung Quốc như vậy. Tỷ trọng trong GDP, tỷ trọng trong các khoản tăng trưởng tín dụng hay là nợ gì đó nó cũng rất là lớn, nó cũng giống như Trung Quốc như vậy. Liệu rằng Việt Nam của chúng ta tung ra những gói như Trung Quốc để hỗ trợ cho thị trường bất động sản hay là không, gọi là giải cứu đó. Mình nghĩ rằng cái đó là hơi bị khó. Tiềm lực kinh tế của Việt Nam của chúng ta không đủ sức để hỗ trợ với một số tiền lớn như vậy, rất là khó. Bây giờ là bao nhiêu nguồn lực là dành cho phục hồi kinh tế, nhiều ngành sản xuất, tạo công ăn việc làm cho các ngành khác đã, chứ còn ngành bất động sản thì ngay từ đầu xuyên suốt chính phủ và quốc hội đã đưa ra nghị quyết rồi, hạn chế đầu tư vào những ngành rủi ro trong đó có bất động sản và chứng khoán. Mà mình nghĩ cũng nên từ từ chứ không thể thả lỏng ra vì dư nợ tín dụng của ngành bất động sản cao quá. Rồi cái giá bất động sản mặc dù nó đã giảm đi vài chục phần trăm nhưng mà so với thu nhập người dân của chúng ta là nó vẫn còn quá cao. Đặc biệt là chúng ta vẫn chưa ban hành ra những cái đạo luật để kiềm chế bớt tình trạng đầu cơ bất động sản. Nếu luật của chúng ta chưa chống được tình trạng đầu cơ bất động sản thì chúng ta bơm tiền vào thì bất động sản nó lại bùng lên lại. Thì lúc đó bà con của chúng ta là bao nhiêu tiền cũng đổ vào thị trường bất động sản.
nó được vài năm đào thôi, còn những năm sau lại nó lặp lại tình trạng giống như năm 2022 và 2023. Đó. Cho nên mình nghĩ rằng Việt Nam mình sẽ không có những cái gói như Trung Quốc để giải cứu thị trường bất động sản. Điều vừa rồi là chúng ta ban hành nhiều nghị định gọi là mang tính chất hỗ trợ hay là tháo gỡ pháp lý liên quan đến bất động sản, rồi tháo gỡ bớt những khó khăn của thị trường trái phiếu. Mặc dù vậy mà chúng ta thấy tiền nó vẫn đổ vào bất động sản nhiều chứ đâu ít đâu các bạn. Ngày hôm qua mình chia sẻ với các bạn đó, tính ra thống kê dư nợ tín dụng lên đến 22% là một số rất là lớn. Tiền vẫn đổ ào ào vào bất động sản. Các anh chủ đầu tư hiện bây giờ anh bí là anh bí cái đầu ra đó. Đó, anh bí đầu ra. Đấy, nên vì sao chủ đầu tư, các hiệp hội người ta vẫn kêu gọi ngân hàng nới lỏng các điều kiện cho vay để tạo điều kiện cho người tiêu dùng, khách hàng, nhà đầu tư có thể vay để mua nhà là vì như vậy đó. Nguồn cung là anh không có khan hiếm đâu, anh hô lô tô và thôi chứ mình nghĩ nguồn cung không bao giờ thiếu. Có thiếu ở đây là thiếu lực cầu. Chứ thả ra mấy năm nó bạn là bà con nhảy vào ai cũng vay được, nó bạn là tiền đổ ra như thác là sẽ đại cái giá bất động sản nó lên cái vèo liền. Từ điểm này nói chung là phải kiên nhẫn thôi các bạn, kiên nhẫn chứ cũng không nên vội vàng được, ráng ráng để hết năm đi xem tình hình như thế nào. Thị trường bất động sản sắp đến đây, nếu có sớm thì chúng ta vào chúng ta lướt thôi các bạn ạ. Quan điểm của mình thời gian sắp đến vẫn là như vậy. Lướt ở đây là mình ôm khoảng vài ba tháng gì đó. Giá nó lên tầm tầm khoảng 10% là mình bán chứ mình không có ôm. Ôm giống như đợt vừa rồi coi như là thất thủ hết, lỡ có sự cố gì nó bạn là xoay sở không được. Rồi, hôm nay đi đi làm, có một vài câu chuyện gửi đến với các bạn vậy thôi. Bye chào các bạn ạ. À.